Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Sáng hôm nay thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ đổi khung cảnh, mình sẽ đi về Tiền Giang, mình đi về Mỹ Tho. Sáng nay anh chị chúng ta cùng ghé thăm một ngôi chùa cũng rất là lớn và thu hút rất nhiều du khách mỗi khi đến với miền Tây sông nước, đó là khu chùa Vĩnh Tràng, nằm ở địa chỉ đường Nguyễn Trung Trực. Đây là đường Nguyễn Trung Trực, ở đây có cái ngã ba, chúng ta sẽ đi vào bên trong để cùng viếng chùa, một ngôi chùa rất là cổ kính và cũng rất là linh thiêng và rất là lớn ở vùng đất miền Tây này. Ở đây thuộc thành phố Mỹ Tho. Đây có cái lối đi vào chùa này. Bên phải là ni viện. Cũng rất là lâu rồi mới có dịp quay trở lại đây. Và này thì cũng có hơn 10 năm. Hơn 10 năm rồi mới quay trở lại đây nè. Hôm nay cùng với Nị và bạn đồng nhỏ chúng ta sẽ đi vào viếng chùa ha. Bên trái có những cái tượng Phật rất là lớn, rất là cao. Hai bên đường mà thấy có người ta bán nón lá, bán nón lá rồi giữ xe, các dịch vụ xung quanh chùa. Họ thấy có rất là nhiều du khách ha, rất là nhiều du khách, đa phần là người nước ngoài. Rồi chúng ta đi vào bên trong nha. Mình cùng đi tham quan rồi sẵn tiện đi, mình đi viếng chùa rồi sẵn tiện tham quan luôn. Đi vào bạn đồng nhỏ đây. Không chào bà chú đâu. Chào bà chú. Chào bà chú. Chúng ta sẽ đi vào bên trong nha. Đồng lại Phật chưa? Đồng tới chùa này lần nào chưa? Trả lời sao? Thấy du khách người Trung Quốc nữa, người Đài Loan, người Tây nữa. Mình cùng đi vô bên trong. Một ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ 19 cho tới ngày hôm nay, cụ thể năm 1849. Ngôi chùa rất là xưa luôn. Ngày xưa khi mà chưa có nhiều ngôi chùa thì ngôi chùa này cũng là ngôi chùa mà nổi tiếng nhất ở Nam Bộ. Thank you.
Ở giữa là chính điện. Nên mình đi xung quanh vòng vòng.
Phải học, thấy không? Thế đồng cậu gì? Này ta dặn lưới anh chị ta, cho không cho mấy con chim đồ bay vô. Này. Những cái khối gỗ ở đây được chạm trổ rất là công phu ha. Này là gì? Ở đây là gì ta? Đây có cửa mở ra nhìn ra sân nè, nhưng mà ở đây người ta khóa lại, không có. Tất cả đều còn rất là kiên cố ha. Gỗ này chắc như là bê tông luôn á. Mà chưa? Được chưa? Đi đi ra. Đông 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 đông. Để mang dép rồi. Đó, rồi chúng ta đi ra nha. À, hôm nay cuối tuần nên du khách đông quá trời luôn. Chùa được xây hình chữ chữ Quốc, ở giữa có cái hồ Non Bộ. Rồi đi qua đây. Họ đang lẽ là nước chứ hả, đúng không? Người ta không có nước khó đâu. Ừ, không có đổ nước nữa. Không có cái đi vòng ra làm sao, có ông Phật bự lắm nè.
Ở đây nè, cái đây nè. Di Lặc nè. Này như mới có sau này gì mà. Đó, hình như không có sau. Bị che. Chữ bị che đồng tưởng rồi chữ mờ mô. Rồi lại Phật cái đi. Rồi đi vòng quay cho ra, nắng quá. Chú Phật đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, Nam Mô Ba Ga Va Tê Sạc Va Tát Răng Lô Ki Gia Bơ Ra Đi Ti Sắc Tra Gia. Đồng đọc được không? Nhiều quá, đọc tới chiều luôn. Rồi rồi. Đồng nó là nhiều chữ quá, đọc cái tới chiều luôn. Đồng quá nhau. Để đàng hoàng. Chứ không lẽ phải vẽ cái lá cờ Việt Nam ở giữa hả? Yeah.
Bông súng là đẹp không? Sen tím này gọi là sen tím. Bông súng. Đấy là tím vậy. Đi này xong rồi đi Mekong đen đi bắt cá. Ừ. Yeah. Đi chùa xong cái về sát sinh liền. Thường đi ta đi tour là từ Sài Gòn đi tới đây điểm chùa Vĩnh Tràng rồi mới đi mấy cái cồn, cồn Long, cồn Lân, cồn Phụng. Đi chèo thuyền sông nước. Rồi thôi cái video clip hôm nay đến đây tạm dừng. Rồi bây giờ đi đi về về bà nội của bạn đồng nhỏ. Cách đây vài km nữa. Rồi hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video clip lần sau nha. Rồi đồng máy bay, đồng máy bay. Quay đây, quay đây, quay đây. Nói với bà con chú. Chúc bà con chú làm sao? Cuối tuần. Cuối tuần chú dẻ. Nỉ bye, nỉ bye. Hẹn gặp lại trong những video clip lần sau. Rồi, hẹn gặp lại chị, bye bye chị. Đây, đi ra lấy xe.